Trong tuần này đã diễn ra kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Trong kỳ họp này, nhiều vấn đề đã được thảo luận, chất vấn tại hội trường và các tổ. Theo đó, nhiều vấn đề về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đã được đưa ra bàn thảo. Nổi bật là các vấn đề được nhiều cử tri quan tâm như thiên tai, môi trường và thủy điện. Vấn đề về giáo dục, trong đó nổi bật như cải cách sách giáo khoa lớp 1, liên kết phát triển kinh tế vùng và phát triển nguồn nhân lực, vấn đề tín dụng đen. Trong tuần này, các tỉnh miền Trung tiếp tục khắc phục hậu quả do bão số 9 và mưa lũ gây ra. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn, nạn nhân bị mất tích trong các vụ sạt lở đất tại Quảng Nam, Thừa Thiên Huế tiếp tục được khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình và thời tiết còn phức tạp, nên đến thời điểm này vẫn chưa thể tìm thấy hết các nạn nhân bị mất tích. Song song với tìm kiếm cứu nạn là công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Nhiều công tác như đưa lương thực vào vùng cô lập bằng máy bay, gùi cõng hàng xuyên rừng đã và đang được tổ chức. Đồng thời các hoạt động để xử lý môi trường sau lũ, khám chữa bệnh cũng đang được tiến hành khẩn trương. Tất cả đều hướng đến mục tiêu sớm giúp đồng bào vùng lũ ổn định đời sống sau thiên tai. Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền, thì trong tuần tiếp tục sôi nổi nhiều hoạt động thiện nguyện của đồng bào cả nước hướng về khúc ruột miền Trung thân yêu. Sẽ xử phạt hành chính nếu không đeo khẩu trang tại những nơi bắt buộc như cơ sở y tế, trung tâm thương mại, phương tiện giao thông công cộng. Đây là thông tin từ cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 diễn ra trong tuần. Đại diện Bộ Y tế cho rằng đeo khẩu trang là biện pháp phòng chống dịch hết sức quan trọng. Do vậy, Ban chỉ đạo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch ở các địa phương, trong đó có việc tự đánh giá mức độ an toàn dịch bệnh, cập nhật theo thời gian thực lên bản đồ chống dịch đối với các cơ sở y tế, trường học, cơ sở lưu trú, nhà máy, công sở. Tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 3 ngày. Dự kiến Việt Nam sẽ có vaccine COVID-19 thử nghiệm trên người vào cuối tháng 11 này. Hiện vaccine đang được doanh nghiệp thử nghiệm trên khỉ và cho kết quả tốt. Nên trong tuần này, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ lên Bộ Y tế để Hội đồng Khoa học thẩm định, đề nghị cho phép thử nghiệm trên người. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là vaccine COVID đầu tiên của Việt Nam được thử nghiệm trên người. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm như hoàn thiện hồ sơ tiền lâm sàng và khi được Bộ Y tế thông qua mới được triển khai thử nghiệm. Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP năm 2020 đã khai mạc tại Hà Nội. Hội chợ có sự góp mặt của 150 gian hàng đến từ hơn 30 tỉnh thành trong cả nước. Sự kiện này nhằm góp phần thúc đẩy thị trường nội địa cho sản phẩm làng nghề gặp khó trong xuất khẩu do dịch COVID-19, đồng thời quảng bá thu hút doanh nghiệp đầu tư vào chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm. Các nghệ nhân từ các làng nghề đã mang đến dự thi hơn 300 sản phẩm thủ công mới sáng tác. Hội chợ còn có các sản phẩm nông sản an toàn, nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ đã hợp tác tiêu thụ hơn 40 loại sản phẩm OCOP, dự kiến xếp hạng 5 sao. Sau 18 năm phát hành báo in, trong tuần này Báo Dân Tộc và Phát Triển chính thức khai trương trang điện tử với tên miền báo-dân-tộc.vn. Với vai trò truyền tải thông tin đến bà con dân tộc thiểu số, trong suốt thời gian qua, Báo Dân Tộc và Phát Triển đã từng bước định hình bản sắc riêng của một tờ báo phục vụ bạn đọc là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Đặc biệt, người có uy tín, gia làng, trưởng bản đều xem đây như một món ăn tinh thần, một tài liệu quý để ứng dụng vào cuộc sống và tuyên truyền vận động đồng bào. Việc phát triển thêm trang điện tử của Báo Dân Tộc và Phát Triển không chỉ khẳng định sự hòa nhập vào xu thế phát triển chung của báo chí hiện đại, khắc phục những hạn chế của báo in như độ trễ về thời gian, dung lượng thông tin thấp, sức lan tỏa hạn chế, chi phí cao, mà còn giúp bà con dân tộc dễ dàng, nhanh chóng và chủ động hơn trong việc tiếp cận thông tin chính thống, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước gắn với đời sống của đồng bào. Bởi theo thống kê hiện nay, cả nước có hơn 61% hộ dân tộc thiểu số sử dụng Internet.